Xem chỉ tay miễn phí xin chào cả nhà nha. Hôm nay á xem chỉ tay miễn phí sẽ hướng dẫn cho cả nhà đó là vân tay quý nhân hay còn được gọi là vân tay âm đức. Và vân tay này thì xem chữ tay miễn phí hay nói đến đó được gọi là chỉ tay song ứng nha. Và trong lúc hướng dẫn về video này ý nghĩa ra sao như thế nào quá thì cả nhà hãy nhớ nhấn ngay vào hai chữ đăng ký nằm ở góc phải màn hình để ủng hộ cho kênh của xem chỉ tay miễn phí một ngày một phát triển hơn nha. Rồi hôm nay xem chữ tay miễn phí. Xin mời cả nhà cùng xem video của xem chữ tay miễn phí hướng dẫn về đường chỉ tay vân tay sông ấn quý nhân và vân tay âm đất này ý nghĩa ra sao như thế nào nhá. Thì ở trong cuộc sống cả nam lẫn nữ nếu ai mà sở hữu vân tay quý nhân nằm kề đường sinh mệnh trên bàn tay thì cho thấy những người này được xác định là được âm phò duy trợ quý nhân giúp đỡ nhá. Và trong cuộc sống luôn luôn được là quý nhân giúp đỡ nè, che chở nè và bảo vệ cho những người này khá là nhiều và đặc trưng của những người này là luôn luôn được uh, may mắn nè, luôn luôn là đạt được là mơ được ước thấy á, trong cuộc sống á, cho nên là trời đã ban phước lộc cho những người này, cho nên là những người này làm chơi nhưng mà chơi thật và trong cuộc sống á, thì luôn luôn là ăn nên làm ra, mơ được ước thấy, cuộc sống sau này có khó khăn hay là trắc trở gì đi chăng nữa, họ cũng ít khi mà đi đến đường cùng hay là nghĩ quẩn hay là tốn thiếu lắm nha vì bên cạnh họ thì luôn luôn được quý nhân giúp đỡ nè âm phò dân trợ nè mỗi lần mà họ xảy ra sự cố gì cũng đều có người gian tay ra giúp đỡ và che chở cho nên là những người này vượt qua được những cái thử thách trong gai và những cái mà xui xấu nha luôn luôn được người người giúp đỡ nè và trong gia đình thì được cha mẹ thương yêu anh em là cưng chiều Lo lắng rồi ra xã hội cũng được bạn bè đồ nâng đỡ giúp đỡ nè Ở nhà thì nhờ anh em mà ra đời thì nhờ bạn bè vậy đó nên lòng bàn tay mà ai có đường chỉ tay sông ấn này cũng chứng tỏ cho thấy rằng Rất là tốt trong cuộc sống từ tiền vận nè Cho đến trung vận, cho đến hậu vận Làm ăn rất là may mắn luôn Và rất là thông minh, tài tình Có duyên đi đứng xa đường ăn nói được rất là nhiều người thương, nhiều người quý mến và trong cuộc sống luôn luôn là ăn nên làm ra gia đình thì rất là hạnh phúc gặp được vợ vợ hiền nè con thảo nè rồi trong gia đạo thì luôn luôn được ấm cúng rồi ai cũng thương yêu và cưng chiều hết cả nha những người này nói chung là là có duyên đi đến xa đường được khá là nhiều người thương nhiều người quý mến lắm và trong cuộc sống thì hậu vận sau này á nếu mà già lên đó, lớn lên rồi đó cũng nhờ được con cái nè nói chung là là sinh được bao nhiêu người con thì có bấy nhiêu người con rất là có hiếu có thảo có đạo có tâm chăm lo cho những người này tới khi tuổi già sức yếu nha và ở đây những người này không bao giờ mà sống trong sự tốn thiếu hay là sự mà mà, mà khó khăn hết cả nha ít lắm cũng có trong cuộc sống thì cũng có nhưng mà ít lắm và vân này á còn được gọi là vân tay âm đức á, vân tay âm đất này là, là nghĩa là có ai mà có vân tay này thì cho thấy rằng những người này nhờ là tiên nhân ăn ở và tích đất thì tất sau này hậu sẽ tầm long và cộng thêm mình thì làm nhiều việc thiện nữa thì cho thấy cuộc sống sau này khá là giàu có luôn giàu nứt vách đổ tường chứ không phải là giàu thông thường đâu cho nên mà những ai mà trên lòng bàn tay mà có sức xuất hiện đường chỉ tay sông ấn này chứng tỏ là con cháu của bề trên xuống trần nha cho nên là trong cuộc sống là hay tu tâm dưỡng tính lắm ăn chay làm lành cho nên là được là ơn trên chứng tâm rất là nhiều và trong suốt cuộc đời của những người mà có vân tay mà đường dễ tay sông ấn này á chứng tỏ những người này á cho dù có giàu có đi chăng nữa có làm được một hũ vàng rồi vẫn ráng đi làm kiếm thêm một hũ nữa chứ không bao giờ mà chủ ngồi không cho nên những người này hơi cực về là là thân xác một tí nha cực ở đây cực thân xác có nghĩa là, là 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 có tiền có quyền có thế nhưng mà vẫn khổ tâm nói chung là là vậy một chút đỉnh nha. và luôn luôn gặp nhiều may mắn và làm chơi thì chơi rất là thật luôn nhiều lúc á thấy ai buôn bán đất cát á người ta rủ hùng hạp vô thì cũng vô làm vô làm đất cát thì nghĩ là quăng tiền ra đó thôi nhưng mà nhiều lúc là lại được một vốn bốn lời dù dù những người mà có đường trẻ tay này á lúc nhỏ nha không có học nhưng lớn lên vẫn có cơ hội được làm thầy làm thầy làm chủ một cơ sở rất là lớn hoặc là một công ty một xí nghiệp thì cũng làm được là quản lý thuyền trưởng vân vân và được cha mẹ nè để để dành lại là đất cát đất cát nhà cao cửa rộng và vườn tược hoặc là tiền tài nè hay là gia gia tài vân vân để lại cho rất là nhiều luôn và những người này đa số là được ăn trên, ngồi trước, được rất là nhiều người xem trọng. tư tiên vận, hậu vận thì cho thấy khá là giàu có luôn. Và những người này thì có địa vị rất là cao sang rồi, công danh chất phận rất rõ ràng rồi. Và suốt cuộc đời thì ăn nên làm ra và dư giả. Đó là nhờ phước đức của tổ tiên, cũ huyền, cha mẹ để lại rất là dày. Cho nên là hậu vận sau này tiếng thơm á, sẽ lưu truyền muôn đời muôn thuở về sau này. Rồi vừa rồi là xem chỉ tay miễn phí đã hướng dẫn cho cả nhà đó là đường chỉ tay sông Ấn Còn được gọi là vân tay quý nhân hay là vân tay âm đức Rồi hôm nay xem chỉ tay miễn phí xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha Xem chỉ tay miễn phí xin chào cả nhà nha Hôm nay xem chỉ tay miễn phí sẽ hướng dẫn cho cả nhà đó là vân tay hình lưới Nó khác hẳn với vân tay điện tử ra sao như thế nào nha Thì ở đây xem chỉ tay miễn phí sẽ vẽ lên lòng bàn tay để cả nhà có thể nhìn thấy nha thì vân tay mà điện tử thì chỉ có khoảng là 4 ô vuông nằm chung một chỗ hoặc là hai ô và nhiều nhất là 4 ô nha và ít nhất là một ô và vân tay hình lưới thì sẽ có khá là nhiều ô vuông và có khá là nhiều hình lưới nhỏ nha cho nên là cả nhà phải phân biệt rõ ràng vân tay điện tử thì cả nhà sẽ trúng mánh về vấn đề đất cát, điền sản và làm ăn buôn bán nói chung lại là làm gì có liên quan đến đức các bất động sản điền sản thì cả nhà làm ăn rất là chuẩn làm ăn gặp nhiều thuận lợi thành công may mắn còn vân tay hình lưới thì cho thấy sự thất bại từ tiền vận cho đến trung vận cho đến hậu vận và vân tay hình lưới này thì cả nhà phải cố gắng tu nhân tích đức làm lành làm thiện và cầu nguyện với ơn trên thêm cho cái vân tay hình lưới này khá là xấu nha cho nên cả nhà phải phân biệt rõ ràng nếu mà vân tay điện tử nằm ở gò kim tinh hay là các gò nào đi chăng nữa cũng khá là tốt. Nhưng mà vân tay điện tử thì cả nhà phải phân biệt rõ ràng đó là vân tay điện tử sẽ có từ 1 hoặc là 4 ô là nhiều nhất. Và vân tay hình lưới có khá là nhiều ô nha, ô vuông, có khá là nhiều ô vuông. Cho nên ở đây mà bàn tay có khá là nhiều ô vuông nằm chung một phía, một gò thì cho thấy vân tay đó được gọi là vân tay hình lưới. Cho nên là cả nhà trong cuộc sống từ tiền vận cho đến trung vận cho đến hậu vận cố gắng tu nhân tích đức làm nhiều việc thiện lành để tránh né được cái những cái xui xấu và cái rủi ro trong uh, cuộc sống của mình.